Hello everyone, mình là Triệu Thành đến từ The IELTS Workshop Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với 5 abbreviation thông dụng nha. Number 1, IMO. Thì IMO có nghĩa là In My Opinion, và chúng ta thường hay thấy cái từ viết tắt này ở trên các diễn đàn như là Reddit. Number 2, ASAP. Thì ASAP là viết tắt của As Soon As Possible. Và có một số bạn hay phát âm cái này là ASAP. Ví dụ Come Here ASAP, tức là hãy đến đây càng nhanh càng tốt nha. Number 3, BC. BC chúng ta biết là trước Công Nguyên, thì cái dạng đầy đủ của nó là Before Christ, tức là trước khi Chúa Jesus ra đời. Ngược lại chúng ta có AD, number 4. AD có nghĩa là Anno Domini, tức là sau ngày Chúa Giáng sinh. Và cuối cùng là đến cái thứ 5, NSFW. Thì cái này thường hay được đính tác trên những cái post mà có vẻ như nó không phù hợp cho công việc, hoặc là nó tươi mát quá. Thì đây là viết tắt của Not Safe For Work. Và hy vọng rằng là sau video clip này thì chúng ta sẽ hiểu hơn về các abbreviation thông dụng nha. Một lần nữa, mình là Triệu Thành đến từ The IELTS Workshop Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhấn like, share và subscribe kênh The IELTS Workshop Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta nhận được thêm nhiều video hữu ích hơn nha. See you.